Xin chào anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Em là Trần Hyundai Bắc Ninh. Thì hôm nay trước mặt quý anh chị đây, đó là chiếc Hyundai Tucson phiên bản máy xăng đặc biệt sản xuất 2023. Thì trong video này thì em Tuyền xin phép cập nhật đến anh chị chính sách giá của Hyundai Tucson, cũng như những cái màu xe sẵn giao để anh chị có thể cân đối được, lựa chọn cho mình một chiếc xe trong phân khúc SUV hạng C, với chiều dài tốt nhất, chiều rộng tốt nhất, cũng như là kiểu dáng thiết kế đẹp, thời trang và có nhiều công nghệ nổi bật. Tí nữa em sẽ đề cập thêm đến vấn đề về những cái tính năng em nói trên và những cái màu xe sẵn giao của bên em. Thì như phiên bản trước mặt anh chị đây, đó là bản đặc biệt, thì cũng sắp tới thì cũng sẽ có sẵn đủ màu. Hiện tại em đang có sẵn màu trắng, màu đen và màu đỏ sẵn giao cho anh chị. Và giá bán của xe thì bây giờ là khoảng 925 đến 930 triệu đồng. Với mức giá niêm yết là 955 triệu thì hiện tại hãng bên em cũng đã giảm cho khách hàng từ 25 đến 30 triệu đồng trên một xe và phụ kiện kèm cho anh chị, đó là phim kinh nhiệt lưu xăng của Mỹ, bên em bảo hành 10 năm. Anh chị có thể thấy là phim rất là tốt, có thể ngăn chặn được tối đa ánh sáng xanh cũng như là tia tử ngoại, và có cái sự riêng tư cho khách hàng ngồi trong khoang nội thất. Như Tucson thì anh chị có thể thấy đó là kính phân màu, kính trước thì là màu trong, còn kính sau là màu đen hơn. Thì nó đã tiệm cận đến những cái công nghệ của những dòng xe hạng sang. Bên em còn tặng thêm cho anh chị trải sàn da và bọc vô lăng. Và giá lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang cũng như các tỉnh lân cận thì với mức giá là 925 triệu và 930 triệu thì anh chị cộng cho em thêm khoảng 100 triệu nữa, là khoảng 1 tỷ 030 triệu là anh chị có thể lăn bánh được rồi. Và chính sách trả góp bên em vẫn hỗ trợ cho khách hàng với mức lãi suất cực kỳ ưu đãi, từ 0,8% cố định 1 năm hoặc là 0,85% cố định 2 năm, hoặc là rơi tầm không cần 0,9 cố định trong vòng 3 năm. Thì những cái công nghệ nổi bật của Hyundai Tucson từ phiên bản đặc biệt trở lên thì anh chị có thể thấy đó là camera 360 độ, đèn full LED, rồi kiểm soát hành trình chủ động SCC, hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ phía trước. Đó. Camera 360, đây là bậc chân của hãng bên em lắp thêm cho khách hàng. Đó, rất là đẹp. Màu nội thất của phiên bản Tucson, bản tiêu chuẩn, bản xăng đặc biệt và bản dầu thì là màu đen. Còn bản xăng turbo thì là màu nâu ạ. Và bản xăng tiêu chuẩn thì bên em cũng có sẵn những màu, tất cả các màu giao ngay cho anh chị. Và sắp tới thì bên em về nhiều hơn về bản turbo cũng như là bản dầu, thì chắc là về lác đác một vài xe. Bản turbo bên em cũng có sẵn các màu giao ngay cho anh chị. Ở turbo thì bên em đang bán với mức giá khoảng 1 tỷ 050 triệu và lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh lân cận khoảng 1 tỷ 060 triệu. Còn bản xăng tiêu chuẩn thì lăn bánh đâu đó khoảng 900, đâu đó bản tiêu chuẩn bên em bán là 820 triệu thì lăn bánh rơi vào tầm khoảng hơn 900 triệu một chút thôi ạ. Đây là cái nội thất của xe Tucson bản xăng. Thì anh chị có thể thấy là đây là chiếc màn hình đa thông tin sau vô lăng với kích thước 10,25 inch full digital, hiển thị những cái thông số. Và đây là có được trang bị cần gạt mưa tự động này, cần đèn tự động này, rồi nhì công nghệ hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn, camera 360 hiển thị trên màn hình đa thông tin rất là nét. Còn về màn hình giải trí trung tâm thì chúng ta có Google Maps, định vị dẫn đường, điều hòa tự động hai vùng độc lập, có sạc không dây chuẩn quy, có phanh tay điện tử và giữ phanh auto hold ạ. Trên phiên bản đặc biệt trở lên thì chúng em có hệ thống sưởi cho hàng ghế phía trước cũng như là mát cho hàng ghế phía trước, sưởi vô lăng. Đó, có công nghệ hỗ trợ đổ đèo cho tất cả phiên bản Tucson. Ở cửa sổ trời thì chỉ được trang bị trên phiên bản turbo thôi anh chị ạ. Thì anh chị quan tâm đến cửa sổ trời toàn cảnh turbo thì có thể liên hệ với em để hỏi về bản turbo. Gương chiếu trong của xe được chống chói tự động. Về phần hàng ghế phía sau thì được trang bị cái độ ngả lưng ghế tốt, kèm cái hàng ghế rất là rộng, với độ
Với cái chiều dài cơ sở tốt thì nội thất của Túc Sơn thì cực kỳ là rộng rãi anh chị nhá, cho anh chị cái khoảng để chân tốt này, và không gian rộng cả hàng ghế thứ hai cũng như là cốp đó. Với chiều dài cơ sở của nó lên đến ngoài 2m7, 2m7 50, 2m7 55 đó. Nó rộng hơn CRV, rộng hơn Outlander, những chiếc xe 7 chỗ hoặc là những xe 5+2, Túc Sơn đều có thể là chiếm ưu thế. Nội cốp anh chị ở đấy là cốp rất là rộng. Về vấn đề về loa thì xe được trang bị nhiều loa bản đặc biệt, thì là được trang bị 8 loa bâu cao cấp đó. Còn bản tiêu chuẩn thì được trang bị 6 loa thường ạ. Bản đặc biệt trở lên là 8 loa bâu cao cấp. Ở ghế sau thì cũng được trang bị cái cửa gió điều hòa kèm những cái cổng sạc phục vụ cho anh chị cái việc giải trí rất là tiện lợi, kèm những cái hộc để đồ ở đằng sau xe. Ở Túc Sơn hiện tại thì bên em cũng đang được giảm giá cho khách hàng rất là nhiều. Bản tiêu chuẩn và bản đặc biệt thì giảm từ 25 đến 30 triệu. Bản giàu thì giảm từ 40 đến 50 triệu. Còn bản xăng turbo cũng được đang giảm từ 5 đến 10 triệu. Thì anh chị quan tâm đến Hyundai Túc Sơn thì xin vào liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Em Tuyền Hyundai Bắc Ninh. Xin cảm ơn anh chị đã ủng hộ. Mong anh chị cho kênh Hùng Xe Hơi một like, một subscribe để cho em có thể làm thêm nhiều video clip để phục vụ quý anh chị và các bạn. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.